rèn luyện. Đây cũng là một cái mình chia sẻ cho cả xóm biết, là để cho cả xóm cùng học tập cái kinh nghiệm của hộ nhà mình trong cái việc mà mình cũng thúc đẩy nhóm mình như thế nào nhé. Được, xin cảm ơn hộ 54 rất nhiều. Dạ, Và em bây giờ cảm ơn chúng cả xóm ta mình lắng nghe. bây giờ chúng ta sẽ đến với hộ tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút thông qua trình diễn của hộ 45. Xin mời hộ 45. Ta xin mời đại diện của hộ 45 lên trình bày bài thành quả quả ngọt của hộ nhà mình ạ. Em mới hô 45 ạ. Chúng ta đã có một người đàn ông xuất hiện đây rồi. Xin chào bạn Tiến. Dạ, ta có nhà. Sau đây xin phép được trình bày cái video của bên Hồ 45 này. Không có âm thanh Loan ơi. Loan ơi, em phải bật xe sao lên nhé. Dạ em ơi, hô 45 anh Tiến có thể chia sẻ chút về cái bài làm của mình được không ạ? Dạ. Hồ 45 có tên gọi là hồ tỉnh thức, với slogan là nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Hồ cùng nhau thực hiện bài tập trung này và các thành viên cùng đồng lòng nhất trí đưa ra quan điểm của mình. Đúc kết lại và nhiều bạn Lan Lan đã góp công rất là nhiều trong cái việc đưa ra và vẽ sơ đồ. Tức là trong hộ nhà mình đã có một họa sĩ rồi đúng không ạ? Tại sao mình lại nảy ra cái ý tưởng là mình làm video như thế này ạ? Và lại chọn là một bài nhạc như thế này nữa? Và mọi người góp công một ít thì đưa ra một ý tưởng rồi cùng nhau hoàn thành nó, mọi người góp một ít rồi và cùng nhau có ý chí muốn thực hiện cái việc bài tập này và đã hoàn thành như thế à.
là nhờ bạn Loan mở slide giùm ạ. Chào cả làng ta ba. Chung tay chung tay kiến tạo văn hóa, bên nhau bên nhau đọc sách đến thu tiếp theo bác em dùng mình thì gọi nhau ý ơi, từng ngôi từng nhà cùng văn tư tu. Hôm nay online có mấy online văn hay, hôm qua review từng ngữ ca sâu, mình hãy cùng nhau cất vang lời ca, ngày mai cùng nhau tiến xa. Hổ nhằm có những hình vẽ rất là dễ thương. Em xin mời tác giả của những hình vẽ trong bài đúc kết này của Hổ nhằm lên chia sẻ một chút được không ạ? Mời bạn Bích Lan ạ. Bích Lan lên chia sẻ cho cả Hổ cùng học hỏi cái phương pháp dạy con của bạn Bích Lan. Bích Lan ơi. Dạ, Đây bạn Bích em Lan đã ở trên màn hình đây rồi. À, hóa ra đây là Em họa sĩ đây. Em chào cả xóm mình ạ. Em là Bích Lan, em ở hộ 45 ạ. Cũng nhờ hộ em là cả hộ em rất là đồng lòng với quyết tâm. Với ở trong hộ em là cũng có các thầy cô làm có cái khả năng đúc kết lại rất là xúc tích ạ. Và em dựa trên đó thì cứ đọc có mỗi cái dòng đúc kết của các thầy cô đó thì cứ ý tưởng là cứ nảy ra rồi, và làm cứ đọc đến đâu là ý tưởng cứ ra đến đó, nên là cũng 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 hoàn thành được cái bài đó. Rồi cộng thêm là có sự hỗ trợ của bạn Hoài là cắt video, các bạn ở trong hộ là chọn chọn bài cho nó phù hợp, xong rồi nhờ bạn cắt video rồi ghép vào để tạo thành một cái video ngắn gọn như vậy. Em cảm ơn ạ. Khi mà Anh mình đúc kết bằng hình vẽ như này thì mình có cảm thấy là mình nhớ được lâu hơn không? dạ có sẽ nhớ được lâu hơn, đấy là khi mình vẽ nữa thì cái hình ảnh nó lúc mà em cũng có tìm 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 tòi lại cái hình ảnh đó, làm sao cho nó sinh động, cho nó dễ thương á, rồi qua cái biến tấu của mình một xíu thì mình làm cho nó phù hợp với cái bài đúc kết của mình. Thì trong khi mà mình tìm hình ảnh hay là mình có ý tưởng mình vẽ là cái hình ảnh đó, với ví dụ như là mình thể hiện sự quyết tâm hay là mình thể hiện sự tự tin chẳng hạn, thì bắt đầu là cái ngôn ngữ đó đã nó đi sâu vào não mình, rồi sau đó mình tìm cái hình ảnh cho nó phù hợp với cái đó thì nó sẽ nhớ lâu hơn nữa. Nên là khi xem lại cái bài đó thì cả xóm mình có thể thấy được, ví dụ như cái phần đức á, em có vẽ cái gốc cây, thì cái này là hộ em thống nhất cái quan điểm rằng là cái gốc của đức là nhân, nhưng mà nhân ở đây không phải là nhân quả, mà nhân ở đây chính là cái đức tính của mỗi con người mình sinh ra đó, rồi nó trổ thành các cái quả để con người mình đức làm sao để hướng tới được là mình biết được hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ đó, là có thể là qua cái hình ảnh đó, là tùy theo cái ngôn ngữ diễn đạt của mỗi người nữa, mình có thể nói chung là feel á, giống như kiểu vậy, tùy theo mỗi người.
Có người ví dụ không không diễn đạt được tốt thì có thể nhìn vào cái hình ảnh đó mình có thể nói được ý chính thôi, nhưng có người người ta giỏi cái ngôn ngữ, cái khả năng giao tiếp, cái trí tưởng tượng của cái người đó nó tốt hơn thì người ta có thể diễn đạt được sâu hơn. Xin cảm ơn bạn Bích Lan rất nhiều. Và đây có thể là một cái kinh nghiệm để cho các thành viên khác của chúng ta học tập, để mình có thể giúp cho được cái việc học tập của chúng ta được tốt hơn ạ. Xin cảm ơn bạn Bích Lan rất nhiều. Và bây Em giờ cảm em ơn xin cả mời xóm đã lắng hộ nghe ạ. 49, chị Hồng Anh chuẩn bị trình bày thì của mình ạ. Dạ, alo, mọi người có thấy cái em đang xe đến không ạ? Có Dạ rồi, em còn cảm ơn. Em mời à, hộ xin biểu chào 19 cả chia sẻ nhà cho. cả nhà xin chào cả nhà chào cả nhà xin lỗi cả nhà là cả nhà Kíp máy của mình trục trặc cho nên là lớp máy được cái cái sáu sáu xin mình xin thay mặt cho hồ bồn cho hồ chín bồn chín dạ chị ơi em xin lỗi ạ xin lỗi ạ chị Loan ơi chị có thể tắt xe đi và xem là xem có xe âm thanh ạ. Ok rồi em. Được, được Dạ, chưa dạ Minh? em xin phép. Dạ được rồi, em xin phép mời chị Hồng Anh tiếp tục ạ. Cảm ơn cả nhà. Mình sẽ trình bày lại những cái đúc kết của hội bột chín trong tuần vừa qua. Cả nhà thân mến, đúc kết của hội nhóm mình có tên là Đức Chí Thể Hội Bột Chín. Với quả đồi trên hành trình ta sống được gặp những người thầy lớn sách hay, bao nhiêu năm mãi quanh quẩn chỗ này, chẳng hiểu tâm, chẳng luyện thân mạnh mẽ và duyên lành đến thật là lặng lẽ, đưa tôi vào hành trình văn hóa đọc K3. Hộ 49 là nhà, ở đó tôi thấy được một gia đình đầm ấm, để nhị thân giúp nhau cùng học tập, nâng đỡ cùng nhau để đội nhóm luôn đi đầu. Sách người thầy đúc kết cùng nhau, cùng thống nhất, đức chí thể là điều tâm đắc nhất. Gốc rễ đầu tiên một người cần rèn là đức, dạy cho trò biết hiếu để lễ nghĩa nhân. Dạy từ những điều nhỏ nhặt bình thường, vun đắp dần để nhân cách ngày mỗi lớn. Sự học ở đời chẳng hề đơn giản, nên muốn đi đến cùng phải có chí bạn ơi. Nếu chúng ta muốn sống tốt ở đời, cần rèn luyện một tinh thần mạnh mẽ, bắt đầu từ những điều nhỏ bé, việc chưa xong chưa nghỉ đến cùng. Dám dũng cảm, nghĩa khí hào hùng, chịu trách nhiệm điều mình gánh vác, những tấm gương anh hùng quả cảm, ngọn đuốc soi đường sử sách còn vang, đạo đức luyện rèn chỉ đúc bền gan, trong một thể tràn đầy nhựa sống, chăm sạch sẽ ướp mầm ngăn nắp, giữ thân mình chẳng hiện dẻo dai, tập thể dục vừa khỏe vừa tài cho nòi giống đời sau vững mạnh. Lời thầy dạy bao phần sâu sắc, giữ cho ta ngọn đuốc, giữ cho mình ngọn đuốc sáng soi, tô cho mình, cho bạn, cho đời, chăm đúc kết, chăm thực hành bạn nhé. Đây là bài của hồi như mình đã đúc kết lại trong một tuần học tập. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hồng Anh rất nhiều. Một bài thơ rất dài và rất hay, và thể hiện được một cái sự nhiệt huyết, một sự kỳ công, đầu tư rất nhiều là thời gian, cảm xúc và tâm trí của mình vào trong đó. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn hộ 49 rất là nhiều. Và bây giờ là đến một phần quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Tất cả các thành viên ở trong xóm của chúng ta sẽ bình chọn cho sản phẩm của hộ nào xuất sắc nhất để chúng ta mang ra trình diễn trước làng ạ. Xin mọi người hãy hồi tưởng lại một lần nữa sản phẩm của bốn hộ và mình sẽ bình chọn cho hộ nào mà mình cảm thấy là xuất sắc nhất bằng cách là gõ tên số thứ tự của hộ ở trên khung chat của mình ạ. À, chúng ta có hộ 45 với một video
48, 49 và 54 là những bài thơ ạ. Xin mời cả xóm mình hãy gõ ở trên khung chat đi ạ. Cả nhà ơi, cho em xin một ý kiến với ạ. Xin mời bạn cứ nói đi ạ. Em thấy cả bốn hộ, em thấy cái phần đúc kết của cả bốn hộ đều rất là hay á. Trong cái bài thơ của hộ 4, hộ 54 ạ, em xin phép thôi. Em xin phép trong cái bài thơ của hộ 54 á, thì em thấy rất là hay, nhưng mà trong cái phần đúc kết của các thành viên trong hộ 54 á, thì hình như là thiếu cái phần khí. Là em thấy có đức, trí, thể và công nhưng mà thiếu phần khí ấy. Vậy thì hộ 54 cho em góp ý kiến thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Trần Xuyên rất là nhiều. Thực ra là mỗi bài của chúng ta ở đây thì có thể là đấy là theo ý kiến của bạn thì là có thể thiếu một phần họ phần kia, nhưng ở đây chúng ta là đang là sản phẩm của một hộ, thì có thể đó là ý tưởng của các bạn ấy thể hiện ở trong cái bài tập lần này, thì những cái đó có thể nó chưa đầy đủ, nhưng mà đó cũng là một cái sản phẩm, một cái quả ngọt của hộ 54 rồi. Thì xin cảm ơn ý kiến góp ý của bạn Trần Xuyên rất là nhiều nhé. Đây chúng ta đang có rất nhiều bình chọn. Thực sự là rất khó khăn cho các thành viên của chúng ta đúng không ạ? Trong việc bình chọn ra được hộ nào. Chị ơi, mình còn có 1 phút 35 giây nữa thôi. Mình có... Người mình hãy bình chọn nhanh nhanh lên một chút ạ. Chị ơi, cho em hỏi được không ạ? Vâng ạ, anh cứ nói đi ạ. Khi mà mình làm đúc kết này thì mình đã đúc kết hết toàn bộ ở trong trong sách, hay là mình đúc kết những cái ý chính ý chạm của tất cả mà của tất cả mọi người trong ấy nhỉ, trong 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 hộ đấy. Bởi vì mình thấy cái góp ý của hộ bao nhiêu đấy bảo là thiếu cái chí đấy, mình thấy thì nếu mà trong hộ mà đúc kết mà không có cái tất cả mọi người đều không thấy cái chí đấy nó làm quan trọng thì có thể là bị thiếu sót, thì thiếu sót như đấy thì là bình thường đúng không, hay là mình phải đúc kết toàn bộ các cái kiến thức ở trong sách nhỉ? Em xin hết ạ. Thực ra đó là cái đề bài của ban tổ chức đưa ra, còn tùy vào cái việc mà các thành viên ở trong hộ mình hiểu cái đầu bài như thế nào thì mình sẽ làm theo cái ý của mình như vậy. Tức là ở đây mỗi hộ sẽ có một cái quan điểm riêng về một vấn đề và mình sẽ cùng thảo luận để thống nhất mình đưa ra thôi. Còn có thể là góc nhìn của các bạn nó sẽ là ở một cái góc nhìn khác. Bạn hiểu ý mình không? Chị ơi, chúng ta còn dạ. Có 1 phút, còn có bao nhiêu giây nữa thôi em. Vâng, em chọn, hiểu rồi. Chúng ta nhất định chọn hộ nào đi em ơi. Hết giờ rồi dạ, đó. Vâng ạ. Rồi xin nhờ bộ phận kỹ thuật thống kê xem là hộ nào được bình chọn nhiều nhất ạ. Thì để cho khách quan và nhanh thì... Em xin mời bạn Thanh Minh ấy, là người bên chỗ đại diện cho bên tổ chức, tức là không phụ trách hộ nào trong số đây, là người sẽ đưa ra quyết định thì sẽ khách quan và nhanh hơn để khỏi phải ấy á. Thì chị xin mời Thanh Minh chọn một trong 4 hộ giúp chị ạ. Dạ, em xin chào anh chị ạ. Thực ra em cũng em cảm thấy cái là các hộ đều rất là như nhau, tự dưng được chọn hơi run ạ. Không biết là mọi người có
có gây ra sự ganh tị giữa các hộ hay không, thì em thấy tất cả các hộ đều hay. Nếu như để chọn một hộ thì mình có thể chọn video ngắn của hộ 45 ấy ạ.